Dạ, xin chào quý diễn giả kênh Phương Dừa. Phương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Phương Dừa đang có mặt ở số 2 đường Vĩnh Viễn, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh bà con cô bác. Dạ, hôm nay là ngày 18 tháng 12 2022. Dạ, hôm nay thì sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh chính thức được khai trương bà con cô bác. Dạ, Phương Dừa vừa mới tới nơi. Ở đây thì đang chuẩn bị cúng khai trương. Anh chị em nghệ sĩ tới cũng rất là đông để Phương Dừa bên trong. Đông quá. Chào. Để nhạc như thế nào mới bóng quyền. Mời bà con quán mình vô bên trong. Thầy Minh Nhí đang chờ anh phải làm phỏng vấn rồi. Tôi chờ mời mọi người ngồi ngoài á. Mình chưa phải là mời mọi người vào trong này được. Dạ, dạ. Chưa vô trong ạ. Đứng ngoài này mời mọi người ăn bánh uống nước. Dạ. Ăn bánh uống trà. Dạ. Dạ, chào anh. Dạ, dạ. Mời cả nhà dạ. Mình xuống ăn bánh. Ăn bánh sugar theo. Dạ, dạ. Mình Nhí đang trả lời phỏng vấn. Hình như anh Tiết Cương anh đang quay cho anh Nhí. Bên kia khi vừa thấy anh chị Việt Hương, anh Đại Nghĩa. Dạ. Dạ. Có thầy ghế rồi, thầy dặn rồi đó. Bên có ghế hả? Ờ, có. Dạ. Dạ, bình dùng mình bóng ra thầy. Không biết có mình hả? Dạ, có em với hai đứa em. Hai đứa em đi qua. Dạ. Bây giờ mình ngồi chân chút. Chào chị Hương. Chào chị. Rồi. Sao đẹp đi. Dạ, em có quay chứ. Chúc mừng chị với thầy nha. Thầy trong kia kìa cưng. Dạ, dạ, em thấy rồi. Dạ. Thôi anh Thanh Điền được rồi anh, để em lên chào anh Thanh Điền cái. Dạ dạ dạ. Ủa anh có lên hả? Dạ, dạ. Chào anh. Anh tới lâu chưa? Mới tới. Dạ đi mới mình hả? Em mới tới luôn nè. Anh đi mình hả? Anh đi cũng là mấy đứa nhà. Dạ, giới thiệu bà con cô bác, anh Thanh Điền chụp hình hả? Anh sẽ đứng dậy chụp hình để em lên. Anh em mình chụp đây đi. Cân lỗ dân dân. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Hoành tráng quá anh. Mốt anh tham gia kịch ở đây. Dạ, anh diễn đi luôn hả? Diễn luôn. Dạ. Xuất tới có không anh? Hay là xuất tới anh luôn hả? Một tay. Một tay tháng 1 là có anh luôn hả? Một tay tháng 1 cháy. Một tay tháng 1 em đưa rồi, tranh thủ quá trời mới đi lên được. Dạ, dạ. Rồi tối mới 5 giờ sáng từ ở Cần Thơ về. Ủa vậy hả? Tranh thủ đi. Dạ. Ngày mai là chương trình em phải không? Dạ không. Em sao là 19 tháng 12? Không, không, em đổi đây 22 tháng 1 á. Vậy phải thông báo lại bà con để bà con bắt nhầm có Phương. Không, đẩy mà hai tay. Bữa em có 19 cái sau này đổi lại 22. Em có đổi 22 tay. Rồi 22. Dạ dạ. Rồi 22 tay nấu gà cho Trang tiếp. Dạ, cảm ơn chị. Trời ơi, vậy chứ hả? Dạ. 22 tay. Bé cháu này quay cho anh làm. Đồ chuyên nghiệp quá. Anh Đại Nghĩa. Chào anh. Mình cũng lên mình phỏng vấn
Chào chị. Ờ, em chị. Em bị em nổi dữ dội lắm á. Trời ơi, chị Thanh Thúy. Thích cái giọng hát của chị quá trời, bây giờ mới gặp được chị. Giờ dạ. Chị ngưỡng mộ mấy cái không, trước hết là trên HTV đó. Dạ. Ờ, mấy cái phim ngắn của em, rồi sitcom này nọ, nhưng mà dạ, sau đó mới là tìm hiểu trên mạng. Dạ. Cảm ơn chị thấy nhiều. Chị thấy cái cách dân dã miền Tây. Thúy Võ thì sao? Võ thì sao? Chị hát mấy bài nhạc cách mạng khu vừa rất là mê thích. Dạ, cho em xin chụp ảnh. Chúc dạ, em làm nghề luôn luôn nhiều năng lượng. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Có những tác phẩm thực sự là nó chất lượng. Dạ, nó dạ, rất dí dỏm với em, nhưng mà nó rất là chất lượng nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Cái dạ, cách của em ở xu thế đó, chị nghĩ là mình tiên phong cho cái dạng là nghiêm túc á. Dạ. Dạ. Giờ chị cũng cũng công quản lý hả chị, công tác quản lý ít sợ đó. Dạ sợ ít ít hát hả chị, thì sẽ làm câu chuyện khác kiểu khác anh của chị. Dạ anh, chị hát hay anh quá còn chị. Anh phải rảnh ra hết phim á để về Trần Vũ Trang bằng bạn nha. Dạ để anh chị nói chuyện ha. Chào chào anh cho mình nhé. Cái trời ơi nổi quá. Chào anh. Ôi không không. Đẹp quá à. Đúng rồi đúng rồi, thì bây giờ không biết ai. À hai cưng, hai cưng. Bây giờ mình ở đây nè. Mình đây. Ôi coi Vinh, à, Vinh. Chào anh Vinh. Vinh. Chào anh Vinh. Chào Cương. Dạ. Bây giờ để mấy đứa kia đâu ta. Chúc mừng hai. Cảm ơn Vinh. Cảm ơn. Em quà nhỏ xíu để may mắn. Trời cảm ơn Vinh nhiều, cảm ơn Vinh nhiều. Ủa bà đâu? Bà đi Thái Lan để chụp. Ủa? Em tới được rồi. Cương, Cương, Cương. Dạ. Để đem chụp cho. Ờ, Cương vừa giống. Hai cha phải không? Ủa này bà ra từ từ em đang cái này 14 thôi chưa quen. Dạ 3 2 1 Vinh lên Vinh, nhìn lên Vinh. Ba 3 2 1 Dạ rồi đẹp rồi. Dạ. Dạ. Còn mấy người nổi tiếng không? 2 3 Nhìn bên mấy em một tấm nha. Đi tìm cái chỗ của Vinh nè. Dạ cảm ơn. Cảm ơn nha. Em dạ được thôi, anh lo đi, anh lo đi, em tư sao đâu. Cái em đi chào mấy anh chị. Điền ơi, Điền lo giùm anh Vinh giùm. Em chào mấy anh chị. Trời ơi em. Chào đứa nào để giùm anh, cảm ơn em. Con ơi, kêu mấy đứa nó chạy đi theo anh mới được á. Hả? Kêu mấy đứa theo anh thôi, chào em, chào anh Trung với anh Đức Phương á. Dạ. Ô, anh xin chào đạo diễn vừa. Anh Trung. Đi theo bà con bác. Anh Tiết Cường. Anh Trung. Ồ mới làm kênh mới nữa hả? Kênh mới. Quá trời quá đất làm quá trời kênh. Cái kênh kia bị tắt rồi. kênh kia là không làm lâu thì thường khán giả họ theo họ xem họ quen á anh. Quen nội dung cái có nhiều nội dung đó họ không xem nữa. Thì đó dạ, coi người ta chán xong dạ, giờ chán. Nó phải làm một kênh mới. Giờ làm kênh mới bắt đầu người ta chán nữa, không có mới nữa. Rồi, phải cưới thêm cô vợ nữa. Ừ. Mới làm nữa mới được. Giới thiệu quý vị khán giả đây là anh đạo diễn Trung Lùng Tiệt. Ảnh là đạo diễn phim Gia Đình Là Số 1 nữa vậy. Anh nhiều phim mà. Hả? Anh nhiều phim mà. Anh làm nhiều phim lắm hả? Anh diễn cũng có duyên đúng không? Sắp tới quý vị khán giả sẽ gặp nghệ sĩ Trung Lùng trong vai trò mới một diễn viên. Hề. Đó. Với điện ảnh nước nhà trong những ngày Tết anh ấy sẽ đem niềm vui xuân đến cho mọi người. Đang cái phim gì anh? Lừa gặp siêu lầy. À biết rồi. Anh mặc cái khoai với anh Tú hả? Võ Thanh Hòa. Ảnh là siêu lầy. À. À là cái đó anh đóng hả? Có. Đóng luôn hả? Ông đóng cho chính á. Ồ lâu lâu anh Trung không có đóng nha. Thì lâu lắm rồi. Lâu lắm ông mới quay lại phim trường với vai trò dạ, diễn viên á. Dạ. Ông giờ ông làm công tác đạo diễn riết giờ ông diễn kỳ lắm. Diễn kỳ lắm hả? Ông diễn thấy đạo lắm. Chụp tấm hình ha. Cho em xin tịch tấm hình này. Thumb nail luôn. Có cách nào mình nói nghệ sĩ Trung Lùng tháo kiến ra không? Chứ giờ ảnh tạo tính lão, cách kỳ lão, quá. Lão rồi, đeo cái lão vậy anh. Lão tướng. Lão. Thao kiến là anh không thấy được rồi. Ủa anh Trung bị cận hả? Đâu có. Anh bị lão chứ giờ cận gì nữa. Trung anh lão hả? Rồi anh bị lão quá hả? Anh hăm mấy tuổi là bị lão rồi. Lão tới giờ.
À, chị Thanh Ngọc. Bây giờ chúng ta hãy nói về đề tài. Chúng ta hãy nói về đề tài cái kênh của Thiên Cương. À, đây ai đây? Tự nhiên quay em của anh Minh, anh Tự Lập. Minh nào? À, được. Anh bữa vô cái tiệc của ông Tường dẫn dở cái live stream lên, người ta chửi em quá trời. À, không biết hả? Phải. Ơi, đâu cần phải lúc live stream người ta mới chửi em. Sĩ mình đôi khi những cái giỡn á, thì mình thí dụ mình quay này về mình còn có cắt, còn cái qua live stream trực tiếp lên á. Đúng rồi. Trời ơi, thì mớm tao đừng có nói chuyện. Ai biểu? Cái nào mình nên đưa và tập cái tính đi, tập cái tính nghiêm túc. Nói chuyện nghiêm túc nha em anh Trung Đạt. Nó nghiêm túc mà bị chửi đó. Dạ. Nó còn giỡn là người ta là nghiêm túc rồi đó hả? Nói chung là anh Trung Lùng với Thiết Cương là hai anh em biết nhau năm nay là 1992 tới giờ 30 năm rồi. Nên những cái tính xấu của anh Trung là Thiết Cương biết hết. Cho nên đừng kể ra đây. Kể ra đây khán giả biết kỳ lắm. Rồi 20 năm 30 năm không nghe nói chuyện nghe đơn giản quá ha. Chớp mắt một cái 20 năm 30 năm. Hương vừa có diễn sân khấu này không? Dạ chưa. Chưa anh ơi. Ủa bữa anh thấy em đi mua bất động sản gì với nữ nghệ sĩ Cát Tường à? Dạ. Đây. Em à. Em à, đi chơi với anh Hồng Thuận á. Mua đất hả? Dạ giới thiệu bà con bác anh Thanh Ngọc. Dạ. Xin chào. Nói chung cậu đất, cậu đất nào em cũng đi câu em. Nữ nghệ sĩ Cát Tường. Chị. Ôi chị đứng gần cái chị đừng có đi gần cái bông này, y như cái bông luôn rồi. Trời ơi, Tường ơi. Tường, dạ. Chào chị Bệnh Chế xin. Không ai đi với tôi hết trơn á. Dạ kỳ đi. Chị bỏ dành rồi. Quá trời lâu mới gặp lại nè. Dạ. Bữa nay chị không quay gì hả? Không. Không quay giới thiệu bà quý bà con cô bác nữa giả rồi sao? Xong rồi cái đi lên đám, ăn đám cưới. Cưới đâu vậy? Cưới bên bà vì chị có gia đình. À. Chụp tấm hình chị. Chụp tấm hình nha. Ôm đồ giống nãy á. Dạ chị Ngọc. Bị dạ. 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 Để mốt tao ủng hộ. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn anh nhiều. Ồ, chị Quỳnh Lam. Hả? Hả? Chị Quỳnh Lam. Chào chị Lam. Có thầy đâu rồi? Để hỏi thầy xíu em. Anh ngồi hả? Đưa nó lấy cái chỗ ngồi đi. Bè bạn. Dạ. Ủa một tay là anh diễn vai gì? Ừ. Dạ. Dạ. Anh ngồi đâu? Anh ngồi đâu? Bây giờ anh ngồi trên này cái lại ngồi chung với Phương. Ừ, ngồi chung với Phương. Anh lo anh tiếp khách đi. Đây nè, cái hàng của mình đây nè. Dạ. Đâu rồi ta? Đây. Ngồi đâu cũng được anh. Ở đây. Em vô trong đi, em vô dạ, trong, dạ. Em vô trong. Để đi vòng vòng tiếp khách. Ừ, em vô trong. Anh vô trên bước tăng đi. Đây, cái hàng này của mình nè. Dạ. Có khổ tiếp khách gì anh không? Ở đây bé không? Đây nha. Kêu. Dạ. Dung lên qua bác chút sao đâu dữ lắm. Đây, vô đây luôn nè. Rồi, lấy cái mình đây nha. Hàng của mình đây. Dạ dạ dạ. Mai đâu rồi, mai nãy đâu có rồi. Ủa nghe cúng xong rồi hả anh? Mai vô đây nha mai. Cúng xong rồi hả anh? Cúng rồi, cúng. Vậy là tiếp khách rồi. Bây giờ tiếp khách. Giới thiệu rồi. Bộ đồ quá đẹp rồi, giống anh em. Cười tươi lên nè. Linh Quynh. Tối giờ đâu ngủ được hả anh? Cười cái. Tối giờ đâu ngủ được hả? Cười đâu. Cười cho tôi lên, đó đẹp cho đẹp nè. Bây giờ em vô ngồi đi. Rồi, vô có chỗ ngồi bà đứng mà đừng chửi tôi à. Đúng mệt nhất là tôi đi phải đi ngồi đi sắp xếp ngồi đi rồi vô vô đi con vô la quá vậy không có cái vui á đó nó vui đó vui ôi một hồi có đủ la lên vậy nha trời chấn động nha qua con đem đi với cái hàng này nè đi con đệ tử đi để quay con đến đi rồi sân khấu cũng đẹp quá thầy ơi dạ chào chị Thúy. Đấy, cho em chụp hình cái đi, anh Điện, đây chụp hình đi. Ở đây đi, đây. Bạn mà đợi. Ủa, em đã tự kiếm chỗ ngồi cho anh Điện luôn. Ờ, đúng rồi. Thầy đứng. Hình như là để một chỗ ngồi là cái bánh là sách bánh về hả? Chụp hình. Dạ, rõ. Được.
Rồi đây, đây vô đi. Để vô, một vô, chỗ vô, ngồi là cái bánh là sách về bánh vậy hả anh? Hả? Chỗ ngồi có cái bánh là sách bánh vậy hả? Quà đó. Quà hả? Quà đó. Ai chụp vậy? Chụp hình cơ cưng. Đâu rồi? Quà đó. Ủa Quang, không ai đón ngoài trước hết trơn, tôi ở trong này đâu có người đón. Có Hương. Rồi, có bé Hương. Ê. Chị Diệp Hương chứ. Sao được ló ló ra ngoài chứ vậy bà chị nội. Chị Diệp Hương chị bao vòng ngoài. Nó nói chị diễn. Nó chuẩn bị diễn. Vậy cho chị đây nè chị, hàng này chị. Đó là hàng này. Công lông chỉ rồi ló ra ngoài chứ vậy bà nội. Vậy. Nông diễn quá. Hôm nay mình sẽ chắc có văn nghệ hả chị? Chắc có văn nghệ hát rồi. À, chắc vậy. Chị thì không có. Không có nghe anh nói. Chị nãy đi được có nói bảo hiểm hả? Chị không. Còn mấy ngồi em chở chị đợi con bảnh. Yeah. Có mấy bạn ca sĩ. Chị nhắm cả mấy giờ được, tại tầm 11 giờ là đón khách rồi. Vậy thì cỡ 11 giờ kém mình đi. Dạ 11 giờ kém mình đi. Đi vậy em ngồi quần đây đi. Thì em cũng vòng vòng đây hả? Trời sao tôi biết được ông cái số điện thoại vô. Thì hồi chị em mình ổn trong đây chút xíu rồi, ổn mà không ấy. Thôi tìm mệt lắm. Rồi chị nhắn thu ổn cho anh qua ta. Cái gì khán giả ơi nhớ nha, sân khấu kịch Minh Lý 22 điểm diễn là đẹp bá cháy luôn, đẹp lắm, thật đẹp lắm. Mà có tu diễn xuống đầu. Có nam nữ diễn xuống đi. Đẹp quá, anh. Dạ khỏe. Từ hồi thách thức danh hài. Dạ. Gần chục năm rồi đó. Dạ. Ở đâu dữ hả? Đâu, 2016 hả? Vậy gì mà. Phải không? Dạ. Gần chục năm rồi. Dạ. 2016, 2017 hả? Dạ. Như mùa 2013. Dạ. Để đi đi. Cái gì à? Hôm qua chị dần nữa. Anh Phú Quý. Bữa nay một số người không có qua. Anh cho Thanh chưa qua. Nhiều người ta càng chị nói sao đợt này chị Thanh mệt lại đó. Trời ơi chị đâu quá. Mà biết sao. Không chị không có quan trọng điều đó đâu. Hai ngày chủ nhật luôn. Quan trọng cái tình cảm thôi. Dạ thì chủ tiếng mà em biết rồi nhưng mà mình nói. Là tôi nói với bà ba đi dưới thì giờ cũng thấy lên Facebook thấy ông. Làm gì quá trời quá đất chị. Dạ. Làm quá trời quá đất vậy. Quá trời quá đất à. Mới qua. À. Vậy hả? Dạ chào anh. Vừa đây phải không? Dạ em. Hân hạnh quá. Dạ. Văn Kiệt Thanh bất kiến kỳ hình. Dạ. Trời ơi coi từ nhỏ tới lớn. Tôi nghe tên tuổi từ nhỏ giờ tôi được gặp. Con bác nghệ sĩ Phú Quý. À, Dung ra Dung giới thiệu nè. Dung giới thiệu bữa nào gặp vừa tâm sự rồi bữa. Dạ. Nói để bữa nào nghệ sĩ Phú Quý gặp. Dạ. Dạ em chào anh khỏe anh. Dạ. Chụp hình lên chụp hình. Vô chụp hình anh lấy chụp hình. Này sửa soạn cho đẹp đi chụp hình chứ làm gì. Thôi chụp tấm đi. Tất ngã nè. Con. Bấm cô tấm đi. Chưa vừa đâu. Dạ đây. 10 giờ là nghệ sĩ Phú Quý trong gặp sư phụ. Làm đi vui đi ơi. Ơi, chưa vừa. Ừ, vui à. Vui. Dạ, vui cảm ơn. Ơi, dạ vui. Cảm ơn anh xem em lâu rồi. Dạ cảm ơn anh xem lâu lắm rồi. Dạ. Mà có cái clip mà em xem anh rất cảm động, anh nói như đó rồi nhưng mà chắc là lâu rồi. Dạ. Em chụp anh vừa với tấm. Dạ. Anh rất là cảm động với em. Dạ. Anh đi vừa cảm động lắm. Dạ. Em có cái xử lý một vấn đề rất là tốt mà tình huống. Vô, Diệu, chụp cho em. Ê, hai anh em nè, chai suối. Ừ, rồi. Dạ, cảm ơn. Dạ, anh có giờ không còn hát với em. Dạ, dạ. À, ông chào vợ em ha. Ờ, đó, cảm ơn. Anh có đây, ngồi đây. Anh có lạ. Xong rồi, được. Đây, đây. Mình đang chụp. Mình em vị trước đi anh. Đi. Dạ, dạ. Qua tới đâu là cái qua 1.6 tỷ. Đi. Ô, cái 1.6 tỷ á. Trời ơi. Mà bây giờ mày mưa tao cái lẻ vậy. Không có sao chồng cho em 50 tấm được. Mày đưa tao cái lẻ đi. Tao ảnh nói là đặt qua 1.650 tỷ. Sao tôi cứ cầm rác trên tay vậy trời. Đây anh em cầm nha. Đâu? Ở đây. Qua nó hiện giờ ở đâu? Hiện giờ nhỏ nó dục. Qua đặc biệt lắm, tôi rất vàng. Đẹp quá vậy mình ơi. Vàng nhiều lắm hả? Mấy cấp từ 3 giờ sáng. Bà Dung Văn Dung vẽ mấy cấp từ 3 giờ sáng tới giờ. Trời đất ơi, nó thức sáng lên chứ mà nói vậy. Sáng lên nó không ngủ được, nó trở mà nó lượt cái cuộc sống này. Nó lấy cây son kia, nó lấy cái chiều cái vẽ nọ. Hoa tặng á, 1.650 tỷ. Đó rồi, anh đặt qua 1.650 tỷ làm gì em đưa em 50 tỷ. Nhớ em mong em Dung nha Phan nè, có làm tăng cho chị á. Em cũng đặt chung chỗ á, mặt em mắc hơn. Không chồng ra hả? Dạ.
đứng dậy chụp vui nè, đây có Dung nè. Đây Dung. Đó, đó, đó. Đây bây giờ Dung đi đi, Dung ngồi đi. Của em ngồi đi, Dung ngồi. Dung ngồi đây, đây nghệ sĩ đây. Mai mốt rồi Dung, từ hơi gớm rồi đó. Vậy. Ngồi đi em. Đây 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 đây. Rồi, Dung vô hàng. Mai mai mai. Đứng đứng nói chuyện anh. Không sao đâu anh, không sao đâu anh. Đứng nói chuyện á, đứng chuyện đường anh. Vô vô đây, chỗ cái bi nè. Vô. Cho tôi vàng. Anh mà có vàng luôn vàng. Nổi quá trời nổi luôn bữa nay. Đau quá mai chụp cái gì lại quá anh. Rồi. Chị. Mình đổ mà không đổ mà là. Lên ngầu đi, lên ngầu đi. Dạ dạ. Rồi được rồi, được rồi. Vậy dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi cái vàng vàng. Được. Bạn đi đâu vậy? Rồi được rồi, được rồi. Để chị tự nhiên. Anh ơi, anh ơi. Dạ. Ủa. Đây nè. Đây nè, Dung bên mình đây nè. Trời ơi, vô ngồi đi, thương. Tôi đi vòng vòng nói chuyện nè. Vô đi. Hả? Không sao đâu anh. Mới vô cái hồi cũng kéo ra. Chưa biểu diễn mà. 22 chị, 22 tháng 1, 22 tháng 12. 22 tháng 12. Dạ, bữa nay là 18 đây nè. Dạ. Chị tưởng đâu là 19 tây. 22 mà. Chị bữa thông báo mà chị tưởng là 19 tây. Dạ dạ 19 20 21 2 bà con quát quý giả thân mến nè. Khương Dừa còn 3 tập của Ngôi Sao Miền Vườn nữa. Khương Dừa sẽ ghi hình ở quán cà phê Vườn Đá số 3 đường Hòa Bình, quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ ngày bữa hổm Khương Dừa có nói bà con bác là ngày 19 nhưng mà vì cái lịch bận á cho nên là đổi sang ngày 22 tháng 10 tháng 12. Cho nên là Khương Dừa xin chia sẻ lại đó bọn quắc nắm nha, dạ để mà tới xem. Mọi người quên đó, tưởng ngày 19. Không không, chắc anh phải đăng cái fanpage. Thông báo lại đi, em thấy nhiều người lộn ngày lắm á. Dạ. Ủa sao điện sao vậy? Cái bộ đây nha, em đi xuống dưới em chào thấy chưa? Chào chào mấy anh chị đi. Thấy không, bữa nay mà súp nào. Ông hai chị đi tiếp. Dạ. Bữa hổm chị nấu nguyên nồi đem về. Ngày hôm sau hả chị? Bữa 18 hả? Tí, tại bữa hổm khuya quá cái mưa chị đi. À chị về chị không biết không? Trình đâu. Sáng mai nguyên nồi lại nữa căn ngày cuối cùng rồi sức về. Dạ. Không bữa nào không gặp là mai đi nữa rồi nè. Dạ. Bữa em thông báo chắc ngày bị lỡ cái clip đó chị không có coi á. Bữa nay em tối em có quay em có thông chị tin rồi. Mới đi về đám ở Cần Thơ bữa chủ nhật mới về hồi khuya này. Dạ. Mới về hồi 5 giờ sáng. Tranh thủ đi qua đây. Dạ. Chị lắc tranh thủ 10 giờ rưỡi chị về chị đi đám cưới ở Đức Hòa Đức Huệ nè. Rồi, xô vậy ngon rồi. Ngày nào có xô vậy ngon rồi. Chưa mới tới hả? Thôi mình đi ra ngoài coi hả? Ủa đi ra ngoài mấy anh chị nghệ sĩ rồi chụp hình là sao? Để tối thui à, mình đi ra ngoài đi. Tắt cái em rồi. Dạ. Dạ dạ rồi, vậy để em gái kết trả lời em nha. Dạ bà con bác thân mến, hôm nay thì do khai trương nên khách rất là đông cho nên hơi lộn xộn, bà con bác thông cảm nha. Đây là nằm mơ thấy cảnh này đâu. À chào con. Cảnh gì? Thấy cảnh đâu? Thấy cảnh ở số 2 đường Vĩnh Viễn hay đâu? Mình mơ thấy đâu quá. Thấy nó quen thuộc lắm hả? Em. Ồ khỏe hả? Dạ, chị nhận đây, anh vừa hỏi vậy. Trời ơi, bữa nay chụp hình là đúng luôn rồi nè. Chị Hồng Vân. Kẹt xe, cho đứng lên. Mấy bạn là bên sân khấu luôn thầy luôn hả? Đúng. Học trò của thầy. Mình ở đây mình quay ngược lại nè, khi người ta quay quay anh chị nghệ sĩ mình đang quay ngược lại. Báo chí đang tắt kịp. Lê Lộc à.
đây nó không có khuôn viên sân á. Dạ, nay bà con cô bác anh chị em nghệ sĩ đông. Mấy đứa con vô đây. Đó, anh Hoàng Mập. Chú Dũng. Vương rồi đâu anh ta? Ủa sao vậy Vương? Vương ai cũng quý mình nhí cho nên là tới dự thi chung rất là đông rồi. Anh chị em nghệ sĩ à, có anh Chí Tâm nè, nghệ sĩ Chí Tâm, anh Cao Minh Đạt. Cao Minh Đạt chính là bà xã. Thầy ơi, hồi nãy muốn đẹp gái nhất xuất hiện, giờ đứa đẹp trai nhất lớp này xuất hiện nè. Thôi đâu anh đã rồi. Đâu đâu rồi. Không. Đẹp. Đứa đẹp trai lớp nhất lớp này xuất hiện nè, đứa đẹp trai nhất lớp này nè. Đạt. Đẹp. Đẹp trai nhất lớp này kìa. 10 giờ, học trò luôn nè. 10 giờ mới tới. Học trò có quay lại câu này nha. Cao Minh Đạt 10 giờ tiếp Vương 9:40. Toàn những đứa học trò này không đứa nào tới tiếp cấp. Rồi xin chụp hình nè. Rồi chụp hình nè. Chạy vô luôn đó chị. Chạy vô chị. Chạy vô chị. Vô luôn. Chị đứng với em nhớ mong manh lắm. Ờ, chào Lộc. Ờ, dạ tối thui à. Ngoài. Chắc đang khắc phục. Điện cái mẹ em đi ạ. Dạ không đi ạ. Dạ không đi ạ. Dạ không, mẹ em đi từ thiện. Anh chụp hình đi. Anh chụp hình đi chứ anh cũng đâu có lo điện được đâu. Ở trong nó lo đâu. Đi chụp hình luôn á. Đang chắc nặng điện, đang vui, đang nặng 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 điện mà điện nó rồi nó tải nặng quá, không sao đâu anh, từ từ không sao. Đây nè, tôi nè, anh đứng lên chụp hình tiếp khách đi, ông nhân vật chính. Cổng hả? Còn mình là chụp gì? Cổng của mình chụp gì? Mấy anh chị đây hết rồi. Giờ mà chen ra đó cũng cực á. Cái không gian anh lấy điện thoại quay dễ hơn, quay giác máy cực. Chú có ngày xin chị thôi. Dạ. Thảo à. Anh Nghĩa trả lời phỏng vấn dán giờ chưa xong luôn. Dạ. Để chào chị Hồng Vân với lại chú Chí Tâm. Chú Chí Tâm. Dạ, vô cũng được, ở đây cũng được luôn. Em dạ. Trời. Hả? À. Dòng hoa tới hả? Lại quay với dòng hoa cái à. Đã chụp cái anh với đây chị Vân cái. Đẹp ra ngoài đi, ra ngoài dạ, đi, ra ngoài. Chào chị. Ủa, chào em, chào anh. Nó chụp nữa này đó không? Chụp nữa. Em chào anh chào em. Ở trong đây cúp điện. Thì đúng rồi đó. Cúp điện ở đây ăn bánh uống nước. Ừ. Em chào anh chào em. Đâu, em nói là em
chào em, chào anh. À, vậy hả? Dạ. Dạ. Em chào anh, chào em. Chứ vừa là nó phải là em. Em là em còn anh là phải là anh đó, là anh em. Rồi rồi tới sáng, giải thích tới sáng luôn. Giải thích tới có điện luôn. Chụp hình cái anh. Chụp hình đi, chụp hình đi. Đi ra chụp xin đi cái. Chụp hình đi nè, anh. Alo em trai. Alo vô em bông vô đi. Đó, có điện thoại ra anh đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây, anh điền Dạ. Sao mà cúp điện nhanh nó tải không nổi vậy, nó tải không nổi. Đều có làm. Lấy bút nói là phải chị. Sáng giờ chị giống như vợ mình vậy đó. Giống như vợ mình vậy hả? Đứng tiếp khách đã. Đứng tiếp khách. Có ai vô là cam vô chụp hết. Chụp đi con. Chụp nãy giờ rồi. Cứ cười đi ai chụp chụp chứ không biết sao giờ máy tôi không nè. Cái máy của bố đâu con. Có cầm đâu có chụp. Mày vô cái này đứng chụp ơi cái máy của tao. Chụp đi con, chụp đi. Cái này đẹp đó, cái này đẹp đó. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người, cảm ơn anh. Dạ. Chào Nam. Khỏe anh. Khỏe. Dạ. Chào anh. Vui quá. Giỏi à? Dạ. Được. Dạ, cảm ơn Nam. Rất giỏi. Dạ. Ăn bánh rồi. Ăn bánh anh ăn miếng bánh không anh? Bánh, anh ăn gì chưa? Bánh đi. Uống nước không? Lấy nước anh uống. Nè uống nước không? Cảm ơn. Cái thứ này thứ đi. Bố chưa coi. Nước à? Cảm ơn. Cảm ơn. Ơi sau này anh em gặp được không? Dạ dạ dạ, dạ 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 em ghi hình xong cái sắp xếp anh em mày gặp. Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Anh có tư liệu rất là nhiều lắm. Dạ dạ. Tư liệu nhiều lắm. Dạ. Có bao nhiêu clip nhiều lắm, lấy bao cái đó tung lên lấy ăn. Dạ dạ. Nhiều mấy chai không nữa. Không được nhớ em. Anh cũng nhớ anh. Dạ nói anh. Dạ trời. Nhớ nhiều. Đêm anh nằm mơ thấy em. Em nói thuộc danh quý rồi anh ơi. Ghê vậy. Ủa phàng. Bội bạc. Em xin lỗi anh. Em đi quay lại. Nãy anh chỉ nằm vô nhầm. Anh ăn gì không? Ăn miếng gì không? Được. Cảm ơn. Đói à. Thôi còn em anh nháy quá không bác. Anh đi vòng vòng cấp điện là vẫn chưa có điện. À. Sử dụng điện nặng quá mà để chắc do điện sân khấu quá chạy nhiều máy lạnh quá thấy máy lạnh nhiều lắm đóng. Dạ. hôm qua chắc là chưa thử mở hết công suất làm sao bé ơi cho anh mấy chai đó đi không đủ bé ơi nè anh cảm ơn em lấy áo là hứng nè sao ôm hàng rồi hết không ôm hàng hết không ôm hàng quá dạ có gì đâu anh đang thấy thầy chị đang không có sao thầy 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 anh nói nụ cười tôi chụp hồi tấm hình nó có điện anh ban tổ chức là hiểu rồi đó rồi mình hôm qua nghe hôm qua thế giờ khuya gì à đâu có nhớ hôm qua phát tập 2 thế giờ khuya gì à vậy mà cũng sợt lên thấy tập 2 coi hết tập 2 rồi, 3 giờ mấy tập 2 là 2 tiếng luôn 3 giờ mấy bữa giờ anh không kêu mấy em phụ cho còn ngựa lướt coi khán giả comment 4 giờ sáng nè 4 giờ sáng ngủ để đồng hồ à 5 giờ rưỡi đồng hồ đeo kệ mày ngủ tiếp một tiếng mà anh cũng đông anh thức hồi 5 giờ đó báo cho anh biết mà bây giờ em đang vui cái cha youtuber quá rồi mà đang vui dễ sợ cúp điện cái mặt sáng xịt đi
bán người bán cảm giùm nha. Em hay gọi điện luôn chưa? Đợi em nha, đợi. Cảm ơn mày. Cảm ơn nha. Hai quả để chồng nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người khoan đợi chút xíu, sao ủa ủa ra à, à nóng không? Hơi tối. Thôi mấy đại nhiều lắm. Dạ, dạ. Giờ anh nói em nè. Tao nói lắm thôi. Mọi người ơi, ăn đi. Tao vừa ăn vừa nói. Nè. Mọi người ơi. Chị. Nè, cái điện là quan trọng nha. Phải chi cho nó mới được. Không phải anh. Không phải. Không phải hả? Không phải, ở quận 10 là nói chung là coi như là cái bằng phải nói sao? Là ủng hộ tối đa luôn á. Rồi chứ mà thằng địa phương có điện chạy tới liền. Ờ cái thằng địa phương á chứ không, quận nói thằng chi nhất á. Không phải anh, ở đây ủng hộ từ A tới Z luôn. Từ A tới Z luôn thiệt. Điện là nó hay có vấn đề. Không phải anh. Đi hát là biết. Không. Mà làm gì vô bao thôi mà đưa đi. Không phải là tại vì anh biết sao. Mà đưa đi, đưa nó nửa tỷ đi. Tôi đang quay đang quay kìa. Không phải đâu. Không phải đâu, anh biết sao không? Hả? Tại vì xài quá tốc độ, quá nhiều quá. Quá tải. Mở hết toàn bộ máy lạnh, anh biết hả? Máy lạnh 5 người mấy, 10 mấy cái. Nhiều bay ngựa. Nấp thiệt. Trời ơi, bọn ta mà ăn đi anh. Ủa quay cái sân khấu thấy nhiều. Ăn đi hả? Qua điện lực chưa? Điện lực đang sửa mà sao? Xuống điện. Thật là tiếc, học trò của thầy chỉ là diễn viên thôi, không có ai là bên điện lực hết trơn. Không có điện để sửa nhanh. Mốt dạy thì mấy đứa bên điện đi. Ăn đi. Không có điện đâu rồi. Không có điện không rồi. Mà Thái Bình. Dạ được rồi anh. Dạ được rồi. Để em lấy cho mấy bạn ăn, mấy bạn đừng ăn đi. Dạ dạ. Ôi ngon quá trời nè. Bánh quá trời. Ăn đi. Dung, ăn đi bánh nè. Ăn miếng trái cây à? Ăn miếng trái cây à? Ăn miếng trái cây. Cây không sao không sao. Cây không sao à? Không sao. Cầm rút luôn, cầm rút luôn. Nè. Đúng. Nó kéo liền tới vậy đó hả? À, giống như hồ lô, giống như chùm gột mà đó, xỏ sâu kìa. Ăn đi. Anh ăn cái gì đi? Bánh nữa. Bánh nữa. Gì à? Dễ à? Đói quá. Ăn đi anh ơi. Đói. Dẹp đi uống trà đá quá. Anh không thể xa cái ly trà đá được. Thường lắm. Cho nói à. Nói anh thấy em giận già. Dạ. Dạ, dựng nứt dạ. Em cứ nghe cho chị hỏi khi nào cái em ơi đợi nha. Chức lại. Dạ, chắc qua Tết chị. Em phát xong dạ, em phát xong rồi em làm mùa 2. Ông ơi, chị muốn biết cái lịch trình đó là dạ, chị coi kênh em hay đăng tải á, fanpage hoặc là kênh em hay đăng tải. Dạ, dạ chị. Thôi mình cũng chụp luôn đi chứ. Quý vị khán giả, em lạc hồn lạc vía. Đang ấy cái nó bị cúp điện, nó lạc hồn lạc vía liền. Ủa, cúp luôn hả? Chứ không lạc vía hả? Nó quá tải. Nó quá tải. Bây giờ là điện lực đang ấy đó. Xong chưa? Mọi người ơi, mọi người bớt quay lại đi ăn đi kìa. Nói không? Con lấy về con không nghe. Không nghe thầy nói gì được. Chị thấy quay dùm trâm gì thế? Dạ vâng, đồng hương đó anh Cương nè. Dạ. Em đi đâu cũng hỏi là có biết anh Cương không. Em biết ảnh mà chỉ là ảnh không biết em thôi. Nhỏ chị kêu em rồi. Chị ở xã nào? Chị ở Lương Hòa. À em biết rồi, Lương Hòa. Có nhiều quá. Đi mặt không? Để vô lên. Hả? Anh Nghĩa hả? À, anh chào rồi. Anh chào rồi, nãy giờ anh Nghĩa anh trả lời phỏng vấn không à? Nãy giờ anh vô là anh trả lời phỏng vấn.
Đồng quá. Nghệ sĩ với khán giả nữa, khán giả ấp tới đồng. Có khán giả, có thí sinh ngồi sau mình vườn nhiều lắm á. Khán giả. Dạ. Vui, có điện rồi. Không tự nói này là vui á. Tự nói này. Vàng mập. Ui. Sắp có rồi. Rồi. Sao quần vậy trời? Tô có tái hay không? Công chúa, công chúa. Ê, biểu chơi xuống trai công chúa. Này có quay luôn hả Tô? Tô Tô này có quay cho anh đó, anh phim phim mà khán giả con ở coi trên YouTube không? Coi trên YouTube không mà bây giờ làm sân khấu, bây giờ thầy nói thì sao để kéo khán giả của con mà khán giả con ít lắm. Có em chưa khán giả anh cho anh Thanh, ủa không ai quay cho anh Thanh hả? Không, là học trò mẹ mày mẹ mày quay cho anh hả? Chị quay hả? Là chào công chúa nghệ sĩ Chị Hương, nghệ sĩ Minh Trí đồng hành với nhau cho nên xin kính lễ rồi. Cảm ơn hai anh em quá vậy. Hai em hai hai thầy trò cùng đồng hành với lại trung tâm văn hóa Hòa Bình và quận 10. Cảm ơn thầy rất là nhiều, con chúc thầy nhiều sức khỏe hơn nữa và tạo dựng thêm nhiều cái vở kịch lớn hơn nữa. Và cái mong mỏi của con đó là con ước gì là con được làm phó với thầy. Con muốn được học nghề, con muốn được học cái nghề này nữa. Dạy dựng đi. Rồi thầy dạy con trước nha, rồi, con phụ thầy nha. Có bự rồi. Ok, okay. Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Ủa bự. Rồi, xe qua xe lại. Ờ con, trời ơi, bà Tuyết. Bà Tuyết. Dạ con. Sao bà Tuyết mình sắp? Biết đâu con đâu. Hả? Con cứ lên ở chơi đợi. Bữa nay quay vlog được nữa ha. Tốt, em tuyển được người rồi. Tao tao đúng không? Quay vlog đó mà có ai làm lại nó làm phim thì sao quá cái mà quay vlog. Đây. Trời ơi. Chào các bạn nha. Đây là anh gọi là gì ta? Anh đại ca, đại ca. Đại ca Cương vừa nha. Đó là đại ca. Đó là hôm trước là con đã đi có đi chơi với anh Cương Dừa ở Mũi Né, anh Thiết. Dạ. Đó là chắc cũng phải tuần lễ rồi, giờ anh em mới gặp lại nhau. Dạ. Đó. Hơn là... với em nửa tháng rồi đó. Có nửa tháng hả? Đó. Ừ. Và mọi người ơi, mọi người là anh Cương Dừa là mới có cái series gì ta? Ăn Tết Miệt Vườn đúng không? À, Ngôi Sao Miệt Vườn. À, Ngôi Sao Miệt Vườn. Chia sẻ với anh luôn là hiện là lúc mà em biết được là anh có cái series Ngôi Sao Miệt Vườn á là em đang có cái kịch bản phim Ăn Tết Miệt Vườn. Vậy hả? Dạ. À, chuẩn bị lên luôn hả? Chưa có làm. Mới viết kịch bản thôi. Ủa vậy hả? Mới khi nào làm? Ý là viết kịch bản rồi nhưng mà tại vì em viết xong á em ham á, em chi tiết quá đó. Nhiều quá hả? Đến khi mà mình viết xong cái là nó gần Tết rồi, mình chạy ra không kịp. Đến năm sau luôn hả? Phải để năm sau. Một là để năm sau, hai là mình đổi là nội dung chút xíu là cho coi như là cái phim này nó không liên quan tới Tết. Có nghĩa là mùa nào nó cũng phát được. Nó là dạng vậy. Nó dễ thương dễ sợ luôn. Ôi sao Miệt Vườn. Nhớ cho anh đóng vai nha. Trời ơi. Miệt Vườn phải có anh Thương Dừa. Chính xác Miệt Vườn. Vườn có anh Thương Dừa. Anh tới lâu chưa? Tới hồi 7 giờ sáng. 7 giờ sáng. À. 7 giờ sáng sân khấu chưa mở cửa nha. Sáng anh lại anh phụ nè. Phụ gì? Dẹp rồi nè. Phụ gì? Nhiệt tình đúng không ạ? Gái cũng được. Mình đi vô trong nè. Mình vô trong có à, tôi thôi á, tôi. Có tiền tôi thôi à. Dạ thôi cảm ơn quý bà con cô bác nha. Dạ bây giờ hơi đông, dạ chắc chờ có điện trở lại, con vừa sẽ quay trở lại để gửi tới cái không khí của cái buổi khai trương sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh rồi bà con cô bác.
Dạ, ngày 1 tháng 1 2023 sẽ có cái xuất diễn đầu tiên ở sân khấu của anh Minh Nhí. Để khi vừa hỏi ảnh coi đặt vé gọi số nào. Anh bữa đã đặt vé là số gọi nào quên, để em giới thiệu qua con bác nè. 0707529191 phòng vé. Dạ. Quý vị khán giả bà con cô bác gọi tới để đặt vé ngày 1 tây. Dạ, không, tháng 1 2023. 1 tây đầu năm luôn, tháng 1 tây 8 giờ. Rồi vở kịch đó là vở kịch nó mang tên là Đụng Vô Là Phỏng Tay. Đụng Vô Là Phỏng Tay, mình coi thông tin ở trên website. Trên website. Sao anh đổi trên website chưa? Đổi rồi, trời ơi, thằng đó. Thằng không trò. Cứ gọi điện vô số 0707529191. Dạ, để đặt vé. Chụp cho tấm hình anh Phương vô luôn. Đây, bây giờ điện lực xuống rồi. À, điện lực xuống rồi. Điện lực xuống rồi. Mở từ từ hả chị? Mở từ từ lên. Tại vì đó vừa đứng trên xuống. Rồi. Ở đây bắt đầu làm nè. Dạ thôi, rồi cảm ơn bà con bác nha. Dạ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.